Cảnh báo, biến thái tại Phan Đình Phùng. Các bạn nữ đi chụp ảnh mùa thu cần hết sức cảnh giác. Hà Nội vừa vào chớm thu, những gánh hàng hoa đặc trưng trên các con phố ven Hồ Tây hay Phan Đình Phùng, thanh niên ngập tràn hình ảnh những cô gái xinh đẹp. Không khí mùa thu lãng đãng cùng những xe hoa chất đầy bất giác trở thành background chụp ảnh cực nghệ. Thế nhưng, mới đây, một bạn nữ đã bất ngờ chia sẻ trải nghiệm đầy ám ảnh của bản thân khi xuất hiện những thành phần biến thái tại con phố này. Lợi dụng khu vực đông đúc, xô bồ, các bạn nữ thì mải mê tạo dáng chụp hình. Người đàn ông trung niên này đã có hành động ngồi thụp xuống để tiếp cận. Trước khi hành động, ông ta còn cẩn thận nhìn ngang, ngó dọc. Sau đó, ông ta ngồi trên xe máy, có thêm hành động lạ. Mắt liên tục nhìn quanh quất, dán chặt vào các bạn nữ xung quanh. Đoạn clip tuy chỉ ngắn ngủi vài giây nhưng đã khiến nhiều người, đặc biệt là các cô gái bất giác lạnh sống lưng. Theo quan sát, trên xe của người này còn có một chiếc mũ xe ôm công nghệ. Không biết nếu thực sự ông ta là người làm nghề dịch vụ, thì các khách nữ khi búc xe liệu có thật sự được an toàn hay không? Qua đây cũng là lời cảnh báo dành cho các bạn nữ khi chụp hình, cần hết sức cẩn thận với những đối tượng lạ để bảo vệ an toàn cho chính bản thân mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tán TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi mỗi ngày.